tiếp tục cái bài mới của chúng ta là unit 1. Thì before we start, we have a small game. Match the picture with the correct phrase in 2 minutes. Chúng ta sẽ nói những cái cụm từ này với đúng cái bức tranh của nó trong vòng 2 phút. Thì mấy em có thể bấm dừng lại để chúng ta làm ha. Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra. Ok, now we check. Number 1. Chúng ta sẽ nhìn thấy vào đây là một cái người đang chơi một cái trò chơi máy vi tính. Thì ở đây chúng ta sẽ có cụm từ là playing computer games. Number 2, thì chúng ta sẽ nói với là playing dish. Number 3, we doing DIY. So continue. Number 4, chúng ta sẽ tiếp tục có cụm từ là painting. Và tiếp theo là visiting museums. Và the last one, picking frogs. Thì ở đây chúng ta vừa mới nói xong tất cả các cụm từ, thì chúng ta sẽ nghe xem người ta phát âm thế nào để chúng ta có thể, thầy nói chúng ta có thể luyện tập để chúng ta phát âm tốt hơn nha. Nào, Unit 12, page 7, getting started, activity 2, find words or phrases in the box to describe the photos, then listen to check your answers. 1. Playing computer games. 2. Playing beach games. 3. Doing DIY. 4. Texting. 5. Visiting museums. 6. Making crafts. Ok, chúng ta vừa mới nghe xong những thì chúng ta nhìn tất cả các hoạt động này, đó là những cái hoạt động giải trí, cũng như là số cái hoạt động tự chúng ta làm. Thì vậy thì đây là những cái hoạt động mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài mới Unit 1 Leisure Activity. Chúng ta sẽ đi vào Getting Started. It's right up my street. We have a library. Look at the picture. What is this? Chúng ta sẽ nhìn vào cái tranh đây là gì mấy em? Đây chúng ta thường mấy em nữ thì sử dụng này rất là nhiều ha. Đây là sticker, hình dáng. So, continue. What is this? Đây là gì đấy? Đây là cái đồ được làm bằng thủ công mấy em. Craft kit, đồ thủ công. Tiếp theo. Now, what is this? Đó là gì mấy em? Land. Vậy thì chúng ta có từ là wool. Continue. Chúng ta sẽ có cái từ là laser, tính giải trí. Tiếp theo, chúng ta có cái cụm từ là folk songs, bài hát dân ca. Và now look at this. What is this? Chúng ta thấy có rất là nhiều cái nốt nhạc ở đây, thì nó là cái giai điệu ha, melody. Và tiếp theo chúng ta có cái cụm từ là it's right up my street, ý đúng ý bạn. Và chúng ta có cái từ viết tắt là DIY, là viết tắt của cái cụm từ là do it yourself, tự làm. Thì đó là cái các từ mà chúng ta vừa mới tìm hiểu trong cái bài này. Chúng ta có thể mở vở ra để chúng ta chép vào và chúng ta có thể là tập đọc và chúng ta học thuộc những cái từ này nha em. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào đây. Look at the picture. How many people are there in the picture? Yes, there are three. They are Mike, Hook and Dick. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhìn vào những cái câu sau. Và chúng ta sẽ đón cho cô xem những câu này, trả lời những câu này bằng cách là chúng ta sẽ phân tròn cái đáp án trong mỗi câu. Bởi vì trong mỗi câu có 3 đáp án thì chúng ta sẽ phân tròn. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào từng câu, chúng ta sẽ đón theo cái cảm nhận của các em. Chúng ta không cần phải mở sách hay là tìm hiểu đâu cả, mà chúng ta cứ việc chúng ta hiểu như thế nào thì chúng ta cứ theo cái cảm tính mình chúng ta chọn. Bởi vì ở đây là chúng ta chỉ làm cái trách nhiệm đón thôi. Ok, chúng ta có thể bấm dừng lại để chúng ta làm và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ha.
Rồi, open your book on page 6. Chúng ta sẽ mở sách ra trang số 6. Em nào có sách thì chúng ta mở sách ra, còn không thì chúng ta có thể tham khảo ở trên màn hình ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ vừa nghe và chúng ta sẽ đọc thầm theo. Sau đó vừa đọc thầm theo thì chúng ta sẽ xem coi cái đáp án mình lựa chọn nó có đúng hay không ha. Unit 1. Leisure activities. Page 6. Getting started. Activity 1. Listen and read. Check out this book. Why did you go to dog training? Sounds great. Matt will like it too. Last weekend we learned some tricks. I love to watch it. It's so much fun. Have you found a craft kit? Yes, I found this one. It's got everything. Beads, stickers, wool, buttons. I don't know. It'll take all of my savings. But it's right on your street. Nick, what's that? It's a CD of Vietnamese folk songs. I'll listen to it tonight. And you'll be able to learn more Vietnamese. Haha, not sure about that. But I think I'll enjoy listening to the melodies. Look at the language website I sent you. It will help you learn Vietnamese more easily. Yes, I want to read Dorama comics while I was learning Japanese. Stop reading the comics. I'll bring you my favourite short story this Sunday when we play football. Sorry, but we have to hurry. Mom and Dad are waiting. We need to buy some tools to build a new house for Max this weekend. Vậy thì chúng ta có thể mở chúng ta nghe lại để chúng ta có thể luyện tập đọc cho nó trôi chảy hơn hả em. Chúng ta ám câu số 1 ha, number 1. Thì chúng ta sẽ chú ý cái đoạn bên trên và những cái từ mà cô gạch dưới. Thì đó là cái cơ sở để chúng ta chọn đáp án là ba bạn này đang ở trong bookstore ha. Ở trong cái hiệu sách. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đang number 2. Thì ở đây ba đáp án chúng ta là a book, dog, brush kit. Vậy thì ở đây chúng ta cũng chú ý những cái từ gạch dưới ở bên trên. Ở đây là cái cơ sở mà chúng ta chọn đáp án là book. Rồi tiếp theo, number 3. Ở đây mouse là con mèo của Phúc hay là con cá vàng hay là con chó. Vậy thì chúng ta cũng chú ý cái đoạn bên trên luôn. Thì ở đây chúng ta chú ý những cái từ này. Thì đó là cái những cái từ này chúng ta chú ý. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là number 4. Ở đây chúng ta cũng có 3 đáp án. Thì bạn Mai chọn cái đáp án là chúng ta chú ý cái đỏ bên trên những từ sau. Thì ở đây bạn đã tìm được cái gì? Cái vũ vũ công là đồ làm vũ công. Rồi, đáp án chúng ta là basket. Rồi, number 5. Vậy thì ở đây là cái CD của bạn Nick này là cái thuộc các thể loại nhạc nào thì chúng ta cũng chú ý ở bên trên luôn. Thì ở đây chúng ta thấy cái cụm từ là gì đây? Folk songs. Thì chúng ta chọn là folk music. Rồi tiếp theo câu cuối cùng. Ở đây chúng ta cũng sẽ chú ý xem ở trên là những cái từ mà cô gạch dưới ở đây thì chúng ta sẽ chọn là đáp án là Vietnamese. Thì đó là đáp án phù hợp nhất ha. Okay. We continue. Circle the correct answer. Chúng ta sẽ chọn cái phân tròn, cái đáp án đúng. Vậy thì ở đây chúng ta vừa mới làm xong thì chúng ta sẽ ở đây cô show lại tất cả để chúng ta dễ nhìn thấy hơn các em. Rồi, thì đó là cái phần bài chúng ta vừa mới làm xong. Chúng ta tiếp tục sang cái bài tập B trong sách giáo khoa của chúng ta. Thì ở đây cái phần bài tập này chúng ta sẽ xem những cái hoạt động giải trí mà ba bạn Phúc, Mai và Nick mà là họ đã làm. Thì ở đây là những cái thông tin các bạn này đã có sẵn thì chúng ta chỉ việc tích vào. Thì đầu tiên number 1 là huấn luyện vật nuôi. Thì ở đây nãy giờ cái đoạn mà chúng ta vừa mới tìm hiểu thì bạn Phúc nha là có cái con chó để mà huấn luyện cho con vật nuôi của bạn. Rồi tiếp theo making craft là làm cái đồ thủ công. Thì ở đây là có bạn Mai. Rồi reading thì có ai đây? Phúc và Nick.
Rồi tiếp theo, listening to music. Nghe nhạc thì hồi nãy cái CD này là ai mua đây? Nick nha, các bạn nãy cái đoạn cho chúng ta mình tìm hiểu. Rồi learning languages. Ai là người học ngôn ngữ đây? À, bạn Nick. Và chơi thể thao. Chơi thể thao thì hồi nãy trong cái đoạn chúng ta nghe đó, chúng ta thấy cái đoạn gần cuối thì chúng ta thấy là bạn Phúc rủ bạn Nick là chơi đá banh, thì chúng ta sẽ tích vào hai bạn ở và Nick. Và cuối cùng là giúp đỡ ba mẹ với những cái công việc mà mình tự làm ở nhà. Thì ở đây chúng ta có là bạn Phúc và bạn Mai. Thì đó là cái phần bài tập chúng ta vừa mới làm. Thì chờ ở đây chúng ta có thể bấm đứng cái video để chúng ta làm trước khi chúng ta kiểm tra cái đáp án cho mấy em. Sang phần tiếp theo là phần C, answer the questions. Trả lời những câu hỏi sau. Thì ở đây người ta hỏi chúng ta hai cái cụm từ trong những mặt kép của hai câu này mấy em. Và cụm từ nhất là check on this book. Cụm từ thứ hai là it's right up your street. Vậy thì chúng ta có hiểu được nghĩa hai cụm từ này không? Thì nếu chúng ta không hiểu, chúng ta có thể cái ngữ cảnh trong cái bài hồi nãy chúng ta vừa mới nghe đó, thì chúng ta có thể suy luận ra được cái nghĩa của nó. Thì chúng ta có thể dành ra 2 phút để chúng ta suy nghĩ trả lời. Thì mấy em có thể bấm dừng video lại, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra. Vậy thì cô ở đây cô sẽ show ra cho chúng ta thấy nè. Thì ở đây cái câu đầu tiên có nghĩa là Mai, ý của Mai là muốn gì đây? Phúc nên kiểm tra cái quyển sách này. Và cái cụm từ tiếp theo thì như hồi nãy chúng ta cũng đã học trong cái từ vựng thì chúng ta cũng đã nắm được. Thì ở đây nó mang ý nghĩa là gì đây? Đây có ý nãy là gì đây? Cái điều mà Mai thích. Rồi, vậy thì chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái phần bài tập này. Chúng ta số 3. Thì ở đây chúng ta sẽ làm bài tập này trong vòng 3 phút. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cụm từ người ta đã cho sẵn để chúng ta điền vào những cái câu còn cái khoảng trống. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu 6 cụm từ này. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy từ good, thì cái này là tốt, hay, giỏi thì chúng ta đã nắm rồi. Relaxing thì có nghĩa là thư giãn ha. Rồi tiếp theo từ fun thì chúng ta cũng đã được học rồi ha, là vui. Satisfied, mình thỏa mãn, hài lòng. Exciting là hào hứng. Và boring là chán. Như vậy thì ở đây cô sẽ làm mẫu cho chúng ta câu number 1. Và mấy em sẽ chú ý cho cô những cái cụm từ và từ được đặt dưới ở trong câu. Ví dụ như ở đây từ là leisure activity. Những cái hoạt động giải trí này trong cái thời gian rảnh thì nó sẽ làm cho chúng ta như thế nào mấy em? Làm cho chúng ta cảm thấy như thế nào? Nó hài lòng ha, thỏa mãn. Thì chúng ta sẽ điền cái cụm từ là satisfied. Rồi tiếp theo number 2, còn lại những các câu này chúng ta sẽ đứng đứng lại và chúng ta sẽ làm. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại cái đáp án xem mình làm có đúng hay không. Thì chúng ta sẽ, cô sẽ tiếp tục để chúng ta cùng nhau làm tiếp. Thì ở đây chúng ta cũng tiếp tục nhìn vào những cái từ và cụm từ đặt dưới. Ví dụ như ở đây là từ yoga. Đây là một cái môn thể dục. Và khi mà chúng ta tập cái môn này thì chúng ta sẽ có cái cảm giác như thế nào đây? Những hoạt động này sẽ giúp cho chúng ta thư giãn ha. Rồi tiếp theo cái câu ở phía sau thì chúng ta đây là những cái hoạt động, ví dụ như chúng ta chơi một cái trò chơi nào đó hay là một cái môn thể thao đó, ví dụ như trượt băng tinh chẳng hạn. Khi chúng ta làm được thì chúng ta chơi được thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Nó hào hứng ha, nó thú vị, nó vui thì chúng ta sẽ có cái từ là exciting. Rồi tiếp theo câu số 3, number 3. Chú ý vào cái từ making rock. Khi chúng ta tự làm hay là chúng ta có một cái sở thích, chúng ta thu thập hay là chúng ta sưu tầm những cái đồ vật gì đó thì nó làm cho chúng ta như thế nào? Vui, fun. Number 4, nước mạng. Nước mạng thì ở đây chúng ta chú ý cụm từ nước mạng, nhưng mà đối với một số người thì họ rất là thích, nhưng mà đối với một số người khác thì họ cho rằng là cái điều này thì nó như thế nào? Buồn chán, boring. Câu cuối cùng, và ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây các cụm từ là dành thời gian với gia đình bạn bè nè, thì hoặc là có thể là một cái tình nguyện cho cái trong cộng đồng, ví dụ để mình xung phong mình làm những cái điều gì đó giúp ích cho cộng đồng, thì cái điều này nó sẽ giúp cho mình cảm thấy là tốt hơn. Có thể bài tập này thì tương đối là khó bởi vì từ vựng thì nó nhiều và nó lại dài nữa. Thì nếu như chúng ta muốn làm tốt nó thì
chúng ta nên gạch dưới những cái keywords giống như chúng ta đã học vào năm lớp 7 đó, thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta tìm được cái đáp án chính xác hơn. À, cái phần tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những cái hoạt động giải trí của mình. Thì ở đây cô có một cái bài mẫu. À, thì ở đây cô, chúng ta có thể nhìn lên màn hình. Thì ở đây cô đang nói về sport, chơi thể thao là gì nha, là cái sở thích của tôi. Bởi vì chúng ta đưa cái lý do tại sao mình thích nè, bởi vì nó vui và nói gì như thế nào, hữu ích. Và mình có thể đưa thêm cái mình nói thêm là mình thường chơi những cái môn thể nào, bởi vì ở trên mình nói thể thao nói chung, thì ở đây mình có thể nói ra chi tiết là mình chơi cái gì. Thì tôi thường chơi ở đây con nói là môn cầu lông và quần vợt. Điều này, nó chơi những môn thể thao này thì sao, nó giúp tôi giữ dáng và khỏe hơn. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng những cái hoạt động mà trong bài chúng ta vừa mới học, hoặc là những cái hoạt động chúng ta biết, để chúng ta có thể nói về cái hoạt động đó. Rồi chúng ta có thể làm cái hoạt động này trong vòng là 4 phút, rồi sau đó chúng ta tập nói. Thì cái bài học hôm nay chúng ta cũng kết thúc ở đây. Chúng ta cô có bài tập từ nhà cho các em. Thì ở đây đầu tiên là chúng ta phải học thuộc từ vựng và chuẩn bị cái tiết học mới là Lose Loop 1. Và ở đây có 3 từ vựng chúng ta cần chuẩn bị trước để khi học thì chúng ta sẽ nắm bài tốt hơn. Ok, we stop here. Thank you for your listening.